đây là một vụ cướp tiệm vàng xảy ra bên nước ngoài. Mọi người đang nhìn thấy có hai tên cướp cực kỳ là táo bạo và nguy hiểm. Một tên cầm búa đập tủ tiệm vàng, còn một tên thì cầm súng để uy hiếp nhân viên. Và sau đó bất ngờ là cô nhân viên này đã cầm nguyên một dĩa vàng để đưa cho tên cướp. Và tên cướp cứ thoải mái mà lấy thôi. Còn thằng ông nội kia cứ cầm búa đập hoài nhưng không bể tủ kính. Rất là cực khổ cho anh ta. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Rất là dễ dàng luôn, hết khay này là chị kia lại đưa khay khác. Một vụ cướp tiệm vàng rất là dễ dàng đối với hai tên cướp này. Còn thằng ông nội kia cứ cầm cái búa đập hoài. Sau đó một tên đi ra ngoài cho đồng bọn và sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục. Và tiếp tục là lấy vàng. Và cô nhân viên này cứ lấy hết khi này và đưa khay khác. Cô ta còn chỉ cho một nhân viên khác để đưa vàng cho những tên cướp. Rất là táo bạo. Và đây thằng ông nội cầm búa đã hết cầm búa đập rồi, bây giờ nó chuyển qua nó lấy vàng luôn rồi. Và sau đó là hai tên là tẩu thoát rất nhanh. Và tiếp sau đây mọi người có thể thấy hai tên trộm đang đứng và đang nghe một chiếc xe. Một tên đã bước xuống và đi lại chiếc xe. Hắn ta đã dùng tay đưa vô để bẻ phá chiếc xe. Nhưng thật bất ngờ, trong nhà có một anh chủ đang chạy ra. Đây, nó đã chạy, đây, anh chủ này đang rượt ra. Mọi người có thể thấy cái thằng thanh niên kia nó chạy ra là thằng đồng bọn của nó đó. Đây nè, thằng này là thằng đồng bọn của nó đi 4 thằng nữa nghe, cả nhà. Mọi người đang nhìn thấy có một tên cướp từ ngoài xuất hiện và đang chạy vô. Và cầm theo một con dao để khống chế nữ nhân viên tại một cửa hàng điện thoại. Sau đó hắn ta đã lấy đi 50 triệu đồng. Và hắn ta đã chạy rất nhanh và tẩu thoát sau đó. Giờ đây mọi người đang nhìn thấy có một tên trộm đang bước rất nhanh để bẻ phá chiếc xe. Và bất ngờ bên trong có một anh hùng nhí đang chạy ra rượt tới nó. Quá hay luôn. Một cậu bé rất là anh hùng đã chạy ra đuổi bọn trộm đi. Và may mắn thay là không mất chiếc xe. Rất là tuyệt vời. Con trai ơi. Giờ đây có thể thấy một camera an ninh của một ngôi nhà đang quay lại. Bắt đầu mọi người nhìn có một tên trộm đang leo rào đang lẻn vô nhà. Và sau đó hắn ta đang tiến tới một con gà đá. Hắn ta đang mở cửa và lấy đi con gà. Mặc dù những con chó sủa rất to nhưng có vẻ là ở đây không có ai ở nhà hết. Và có một tên đứng ở bên ngoài nữa. Bây giờ hắn ta lại tiếp tục quay vô lấy thêm một con nữa là hai con. Rồi sau đó là tẩu thoát cùng đồng bọn rất nhanh. Mọi người nên đề cao cảnh giác tài sản của mình. Và mọi người đang thấy có hai tên trộm đã bẻ phá thành công chiếc xe. Một tên đang dắt chiếc xe ra, còn một tên xe sau đang chạy xe. Và bất ngờ trong nhà chạy ra một anh rượt nó, nắm đầu nó. Và những tên trộm này rất hên là không bắt được nó. Nó chạy rất là nhanh. Mọi người nên đề cao cảnh giác và phòng chống như kiểu này là cho tụi nó chạy tốt quần luôn. Mọi người nhớ nha. Và có một nam thanh niên đang dùng một bàn tay của mình thọt vô tủ lạnh để lấy đi một khay mực. Một hành động rất là xấu xí của anh ta. Và đây anh ta đã nhét vô cái quần. Anh ta tưởng chừng như không ai hay biết, nhưng cái kến đầy bất ngờ. Và đây anh chủ đã chỉ camera. Và sau đó là móc trong quần của anh ra một khay mực. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Chúng ta đang nhìn thấy có một tên trộm từ ngoài bước vô trong và hắn ta đang bẻ phá chiếc xe. Bây giờ tiếp tục là dắt chiếc xe đi. Nhưng không ngờ hắn ta đã gặp cái gì và hắn ta đã bỏ chạy. Lại là một tên trộm đi từ ngoài cổng vô. Rất là bình tĩnh và hắn ta đang đi là tiến sát lên một chiếc xe. Sau đó hắn ta đã bẻ phá chiếc xe. Nhưng thật không may mắn cho tên này là chủ nhà đã phát hiện. Và hắn ta đã lấy xe không thành công và tốc chạy sau đó rất nhanh. Đây mọi người đang nhìn thấy một nam thanh niên đang ngồi bấm điện thoại rất là say sưa.
còn có một tên đang ngồi trên chiếc xe và bịt khẩu trang, nhìn rất là nghi ngờ. Hắn ta đang nhìn ngó xung quanh và đang tìm kiếm được con mồi. Bây giờ chờ thời cơ để ra tay đây. Và bất ngờ hắn ta đã tiến lên và thò tay giật đi chiếc điện thoại. Anh thanh niên này đã chạy trong vô vọng. Mọi người nhớ cảnh giác, đừng bấm điện thoại ngoài đường nha cả nhà. Tiếp sau đây, mọi người đang nhìn thấy có một tên trộm bịt khẩu trang và đã đột nhập vào nhà, đang dắt chiếc SH ra ngoài. Còn một tên đang ngồi trên xe để cảnh giác ở ngoài, trong khi nhà cửa để xe nhưng mà không có ai trông coi. Và sau đó là cái kết. Và tên trộm này hình như đã phát hiện ra động tĩnh gì rồi và đã bỏ chiếc xe và lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn luôn mọi người ơi. Quá may mắn cho chủ nhà, nhớ cảnh giác nha anh ơi. Còn đây có hai tên trộm, một tên ngồi trên xe cảnh giác, còn một tên bịt khẩu trang đang tiến sát lại một chiếc xe đang đậu khuất tầm nhìn. Hắn ta đang đứng và nhìn ngó xung quanh và đã thò tay để bẻ khóa chiếc xe để coi coi có lấy được hay là không. Và bất ngờ trong nhà có một ông chú ra gượt hai tên và chạy. Và hai tên nó bỏ chạy và để lại một chiếc xe luôn mọi người ơi, quá đã luôn. Và tiếp sau đây, có một tên trộm đang đi thẳng vô và lấy đi chiếc SH. Và bất ngờ nó đã bỏ chạy vì bên trong có một ông chú gượt ra. Nếu nó chạy không nhanh là bắt được là no đò nghe con trai. Đây lại là một tình huống mất xe nữa đây. Mọi người có thể thấy đây là một quán cà phê, có rất nhiều xe đậu nhưng không có bảo vệ và không ai trông coi. Bây giờ đã xuất hiện hai tên trộm, một tên đang đi vô tiếp cận chiếc xe, còn một tên ngồi trên xe ở ngoài để canh giác. Hắn ta rất nhanh sau đó thò tay để mở khóa chiếc SH, trong khi không có ai hay biết gì hết. Hắn ta đang vừa bẻ khóa và vừa đang nhìn ngó xung quanh, vẫn không có ai để ý hết. Xe thì rất nhiều. Lại là tiếp tục quay vô để bẻ xe, bẻ khóa nữa. Và bây giờ đã bẻ khóa thành công và hắn ta dắt chiếc xe và tẩu thoát cùng đồng bọn thôi. Mọi người đi uống cà phê nên nhớ chú ý cẩn thận bảo vệ tài sản của mình thật cho tốt. Và đây là một vụ cướp cực kỳ là táo bạo. Mọi người có thể nhìn thấy có một người đàn ông đang đi trên một con du lịch, sau đó hắn ta bước xuống và hắn ta đã mở hai cánh cửa tan quát và đã đi vào bên trong tiệm tạp hóa. Sau khi đi vô, hắn ta quay trở ra là trên tay cầm theo mấy thùng bia. Hắn tiếp tục quay trở vô. Đây là một loại tội phạm cực kỳ là nguy hiểm, quá táo tợn, quá táo bạo. Và bây giờ hắn ta đang chở ra ngoài chiếc xe của nó và lên xe để tẩu thoát đây. Rồi hắn đã lên xe rồi và hắn đã tăng ga, nhưng bất ngờ bên trong có một em học sinh đã chạy ra chặn đầu xe của hắn, nhưng hắn ta vẫn ngoan cố không thắng xe lại và sau đó là đã chạy đi mất tiêu luôn. Mọi người bán đồ nhớ cẩn thận những tên tội phạm như thế này nha, cực kỳ là nguy hiểm. Và tiếp sau đây, một tên trộm đã lợi dụng lúc chủ quán cà phê không có ở nhà, hắn ta đã đột nhập vào và đi tiến sát lên một chiếc xe, đã nghiên cứu rất là từ tốn luôn. Đây, bây giờ là hắn ta đã đi vô để lấy chìa khóa. Và sau đó là lại đi ra chiếc xe, mở khóa và tẩu thoát sau đó thôi. Quán cà phê này không ai trông coi hết, không có người giữ, đi vắng hết luôn. Rất may là nó chỉ lấy chiếc xe thôi, nó không lục lọi tài sản gì hết. Mọi người nhớ cảnh giác cao độ, những tình huống mình đi vắng, tài sản của mình thì cất cẩn thận nha, để chích là nó trộm, chích là nó cướp đó nha mọi người. Mọi người hãy nhớ lưu ý. Và đây, hắn ta đi ra và còn phá cửa hẳn hoi để cho chủ nhà.
Và hắn ta sợ mở cửa thì những tên trộm khác vô lấy đồ hết luôn. Mọi người nhớ bảo vệ tài sản và cảnh giác cao độ. Chúc mọi người một ngày bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, em xin cảm ơn.